Hôm nay mình quay đồng lúa bát ngát cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Hôm nay mình về xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu đến cô chú anh chị gần xa một mảnh đất lúa có tổng diện tích là 2.000 mét vuông. Đây cái vị trí của mình là ngay cái vị trí này nha, cái ganh đó. Mình đi dài ra phía ngoài này là 16 mét rưỡi. Chiều sâu là hơn 100 mét nha. Đất mình không tới cái mí mã. Đó, 16 mét rưỡi là tới mí đằng này. Đây, tới mí này nha. Tới mí đó là hết ganh đất của mình. Đây là đường lộ sườn của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Mặt tiền ở đất mình xây về hướng chánh đông nha, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Đó, mảnh đất này thì cũng được chứ không được đẹp lắm nha, hơn 2.000 mét vuông. Tổng diện tích là hơn 2.000 mét vuông, chủ kêu với giá là 550 triệu trên 1.000 mét vuông. Giá này còn thương lượng nha. Còn cái hướng đường vô tông đất mình khoảng từ cái mí đường này vô tới đất là 3 mét là tới ha. Đường này nhỏ nha. Nếu mình tính mặt tiền mình xây về hướng con đường nhỏ này là hướng đông đó. Còn tước cái mảnh này thì của người ta rồi nha. Hiện trạng đất mình còn đang là đất lúa. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua miếng này thì bên chủ sẽ lên cây lâu năm cho cô chú anh chị mình. Đó, còn đây là đường cao tốc đang làm nha. Đây là những xe chở cho công trình mới chạy nha. Ở đây có một cái đường dây điện nhưng mà trong đất mình thì không có dính nha. Đó là nằm mút trên kia lận. Đất mình có tổng diện tích là 2.500 mét vuông. Hiện tại chủ kêu là 550 triệu trên 1.000 mét vuông. Nếu cô chú anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí, cái khu vực này thì có thể liên hệ cho xem. Xem sẽ dẫn cô chú đến xem đất, gặp chủ đất để nếu được thì có thể thương lượng với chủ đất nha. Ở đây tạm thời thì điện nước và wifi nó còn một khoảng cách hơi xa nha, để mình quay một vòng cho cô chú anh chị mình cùng xem. Đó, cách khoảng 100 mét là có hơn 100 mét có đường dây điện qua đó. Đó, ngay chỗ cái viền sọc sọc á, là mé đó là mình đất bán. Còn phía bên đây là của anh ta nha. Từ cái vị trí đất mình về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là khoảng 20 cây số nha. Và nếu anh chị nào ở bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà mình về đây á là khoảng 65 km. Nếu mà cô chú anh chị nào thấy phù hợp vị trí địa lý khu vực này thì có thể alo cho xem ha.
ngang là 16 mét mấy, sâu vào là hơn 100 mét. Tổng diện tích là 2.500 mét vuông. Giá chủ kêu là 550 triệu trên 1.000 mét vuông. Rồi đến đây thì xem cũng xin kết thúc video luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị video tiếp theo.